một dòng máy tẩy giúp anh em mình tiết kiệm rất nhiều thời gian, đó chính là dòng máy ARC 200 Plus. Đây là một dòng máy tẩy inox thế hệ mới nha anh em, thiết kế mini nhỏ gọn này. Đấy, anh em có thể thấy vòng qua một vòng thì anh em có thể thấy nhá, máy rất là mini luôn và máy có màu vàng rất là đặc trưng. Và dòng này thì có đi kèm cho anh em mình là chổi carbon nha anh em. Anh em lưu ý nha, chổi này là chổi carbon và có thêm cho anh em mình là một bình tẩy, một dây kèm hàng chổi carbon nó sẽ là 2m và một kẹp mát nữa, rất là xịn sò đối với cái dòng này. Thì dòng này thì thiết kế rất là mini và gọn, đều được anh em mình làm công trình hoặc là anh em nhà xưởng đều thích nha, tại vì thiết kế nó rất là bé, sử dụng điện 220V. Và dòng này thì có một chức năng duy nhất, đó chính là chỉ có để tẩy thôi nha anh em. Và dòng này tẩy rất là sạch và sáng bóng luôn, như anh em mình có thể thấy ở trên đó. Một anh thợ test cái dòng máy này, anh em có thể thấy nhá, từ một cái mối hàng không được sạch sáng bóng, nhưng mà sau khi sử dụng cái dòng này xong thì rất là sạch nhá. Anh em nào mà mình có cái nhu cầu về đầu tư về cái dòng này, về để làm việc hoặc là tẩy mối hàng sáng, thì anh em mà đầu tư ngay hoặc là bấm vào góc trái màn hình để mua máy nha, hoặc đến ngay điểm EV để trải nghiệm những cái dòng sản phẩm như vậy nha.